Thưa các bạn, tôi xin trình bày với các bạn một cái vấn đề của cái cassette này là tôi sẽ khắc phục nó. Chưa biết là có khắc phục được không thì chia sẻ với các bạn thôi. Tức là nó bị hiện tượng mono một bên loa. Đây tôi mở play xem nhé. Nghe bằng tai thì hơi khó phát hiện, nhưng mà đây, khi chúng ta gạt sang loa bên right này là nó bị tịt đây. Sang loa trái này, ok, vẫn hai loa ra ngon lành này. Đó. Đây có nghĩa là hai cái loa nó bị chập lại thành một, gần như là như thế. Kể cả radio luôn nhé, radio cũng bị luôn. Stereo này. Nhưng mà nghe bằng tai thì chỉ phát hiện được khoảng 99%, chưa chắc chắn. Đấy, chúng ta gạt cái này mới rõ hơn. Đấy. Đây là cái hiện tượng mà cái đài này đang gặp phải. Someone's. So who is in reception? We'll find out in just a moment. A Learn English Radio Series. Tịt luôn cả hai loa này. The British Council Learn English website. Vẫn có hai loa này. Ok. Tôi sẽ tháo ra xử lý cái vấn đề này. Tôi nghĩ là cái mảng này nó bị thôi. Còn cái chỗ loa này ấy, chỗ đấu loa này ấy, tôi kiểm tra thì không thấy cái mối hàn nào gọi là khả nghi cả. Tức là người ta chập hai loa vào làm một ấy, thì không có mối hàn nào khả nghi. Tôi chỉ nghi cái chỗ này thôi. Thì bây giờ tôi sẽ dùng đồng hồ để đo, đo xem là thông mạch giữa cái những cái điểm này với những cái điểm này không nhé. Đây, tôi để đồng hồ đấy nhé. Test đồng hồ này. Mà sao nó không kêu này. Ok. G này. Điểm G này. Ok. R này. R này. Ok. L này. L này. Ok. G này. G này. Ok. B cộng này. B cộng này. Ok.
hàn lại, mình phải hút hết thiếc ra này, hút hết thiếc ra, sau đó mình hàn lại các chân hết này, kể cả trên này luôn nhé các bạn. Trên này mình không hàn lại nhưng mà mình dán keo lên cho nó khỏi lung lay. Ok, thời gian nữa mình sẽ rảnh mình sẽ hàn lại tính xong. Mình đã vừa mới gắn vào test thử đây, loa nó hơi bị ngược, đấu ngược do mình, mình lật lại nhé. Bây giờ mình mở xem này. À, cho các bạn thưởng thức từng loa một này. Loay hoay gần một ngày, lúc nãy hàn mấy cái mạch thì mình cũng không quay tại vì cũng hơi mất thời gian. Bây giờ khá là ok rồi. Bây giờ mình chuyển loa này, mình còn chưa gắn cái nút vào này. Đấy, bây giờ loa này nhé. Bây giờ chuyển sang loa trái này. Ok. Đấy, mình chuyển cái trong này. Do mình đấu ngược loa cho nên mình gạt sang phải, nó sang trái đây. Mình đấu bên này là mình lật ngược loa. Volume này. Chào các bạn, cảm ơn mọi người đã xem video clip. Bây giờ mình phải gắn lại đã.